Hello, chúng ta tiếp tục những tập tiếp theo của bộ phim Lớp học ám sát nha. Tập 13. Lớp học ám sát đã bước qua tháng thứ tư huấn luyện. Các học sinh đã bắt đầu cho thấy tiềm năng trong việc ám sát của mình. Ruma và Hirito đều có phản xạ và sự phối hợp tốt. Kama thoạt nhìn có vẻ cẩu thả nhưng mà ánh mắt của cậu ánh lên sự tinh ma. Nhờ học thể dục dụng cụ, Hinata đã có những kỹ năng ra đòn rất khó lường. Bỗng nhiên thì Karasuma cảm thấy sát khí như mình sắp bị một con mãng xà quấn lấy quanh người. Thì ra đó là Nagisa, kỹ năng và tư chất sát thủ đã bộc lộ trong con người cậu khiến cho thầy Karasuma phải tự vệ theo bản năng. Một giáo viên mới xuất hiện ở lớp học để hỗ trợ cho thầy Karasuma tên là Takaoka Akira, có một khuôn mặt trìu mến và có một cái bụng phát tài của ông địa. Akira nhanh chóng lấy lòng các học sinh bằng vô số bánh ngọt, cũng không bất ngờ gì với cái liêm sĩ hạng bét của cha nội Koro khi đứng trước đống đồ ăn sặc sỡ này. Các học sinh lẫn mọi người đều bị vẻ ngoài của Akira đánh lừa. Các học sinh còn nghĩ Akira giống một người cha hơn một người thầy. Akira và Karasuma từng ở chung một đơn vị không quân. Karasuma còn cho hắn là một người dạy học rất giỏi, nhưng anh không biết rằng hắn là một người ghen tị với khả năng của anh nên đã đến lớp học này để trả đũa. Akira đã tạo ra lịch trình huấn luyện dày đặc cho các học sinh, thậm chí còn không cho các học sinh lớp E được nghỉ ngơi. Bất cứ ai chống đối sẽ bị hắn dùng vũ lực không thương tiếc. Akira bị ám ảnh việc huấn luyện tàn bạo. Ngay cả một cô nữ sinh dễ thương như là Yukiko hắn cũng xuống tay. Ngoài ra sở thích biến thái của tên này là thích được làm dairy của các em học sinh. Koro rất tức giận vì tên Akira dám động vào các học trò thân yêu của mình. Nhưng Koro không thể tấn công anh ta vì cách anh ta huấn luyện không có gì sai cả. Tất nhiên là có hơi chút quá sức với các học sinh. Thầy Koro đành phải đứng ngoài và tin tưởng vào các học sinh của mình. Là một người thầy lạnh lùng nhưng Karasuma rất lo cho các em học sinh của mình. Người ta thường nói những người lạnh lùng thường có một trái tim ấm áp mà. Tôi cũng lạnh lùng đấy. Khi tên đồng nghiệp đốn mạng này định dùng vũ lực với các học sinh của mình, lần này Karasuma không để yên cho hắn nên là đã ngăn chặn nắm đấm của hắn lại. Chớp lấy thời cơ này, hắn đã đưa ra một yêu cầu bất lợi cho Karasuma. Akira đề nghị cho một học sinh giỏi nhất ra tỷ thí với hắn ta. Nếu có thể thắng hắn ta thì hắn ta hứa sẽ trả lại lớp học cho anh. Nếu thua thì Karasuma phải đi và để cho hắn dạy dỗ các học sinh theo cách của hắn. Khôn như anh thì quê tôi xích đầy. Hắn yêu cầu trận đấu này sẽ không dùng dao cao su mà sẽ là dùng dao thật nhằm gây tâm lý sợ hãi cho các học sinh lớp E. Sau một hồi đắn đo, Karasuma cũng đã quyết định chọn Nagisa sẽ là người đấu với hắn. Thầy tin rằng nếu có ai đó có cơ hội thắng, chắc chắn chỉ có thể là Nagisa. Tên Akira đã quá coi thường Nagisa, dù gì cậu cũng là một học sinh của lớp ám sát, một sinh vật đe dọa trái đất. Thậm chí cậu còn là người chăm chỉ nhất, một người nghiêm túc với việc ám sát hơn bất cứ ai. Nagisa nở một nụ cười thông thả đi tới phía Akira và chạm trực tiếp vào người của hắn làm hắn đơ cả mặt ra. Trong một khoảnh khắc nhỏ, con dao của Nagisa chém qua cổ của hắn. Nếu không để ý thì tên Akira hẳn đã về gặp ông bà tổ tiên rồi. Nagisa lúc này như một con mãng xà săn mồi mục tiêu là Akira tên thầy đốn mạng. Trong một tích tắc, dao đã kề quanh cổ Akira khiến hắn bỉnh ra quần luôn. Dù dao trọng trách quan trọng cho Nagisa nhưng Karasuma vẫn còn nghi ngờ về khả năng của Nagisa. Nhưng màn thể hiện của cậu vượt quá mong đợi của thầy, làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Tên Akira điên cuồng vì bị một đứa nhóc làm nhục, hắn toàn tính trả đòn thì bị thầy Karasuma cho ăn cùi bánh mì ngã ra đất. Lúc này chủ tịch trường Akuho xuất hiện, một con người đầy nguy hiểm sát khí từ chủ tịch Akuho tỏa ra như những con rít độc khổng lồ. Không đồng tình với cách dạy của Akira, chủ tịch Akuho đã nhét tờ giấy sa thải vào miệng của hắn khiến hắn sợ đến phát điên. Takaoka Akira bị đuổi chỉ trong một ngày làm việc, Karasuma lại tiếp tục được dạy ở lớp E. Vẻ ngoài lạnh lùng của anh dần dần được các học sinh cảm hóa. Cuộc thi đấu kết thúc, Karasuma đã khao cả lớp ăn vặt. Tất nhiên là không thể thiếu thánh ăn chực Koro với cái liêm sĩ hạng bét của mình rồi. Tập 14. Mùa hè đã đến, Koro đã tự tay làm cho các học sinh của mình một cái hồ bơi đến từ thiên nhiên. Các học sinh có vẻ rất thích thú. Còn cái thằng đầu chọc cầm máy ảnh là thằng Taiga. Thằng này nó có cái sở thích là sở khanh, nhất là thích dú bự y chang ông thầy nào đó. Nagisa đã cởi trần để lộ cơ thể, một chiếc body của một người đàn ông thực thụ. Khối ông vỡ mộng vì còn tin tưởng Nagisa là con gái đấy mà. Tuy là làm cho học sinh có cái hồ bơi nhưng mà cha nội này đặt ra vô vàn các nguyên tắc làm cho các học sinh bó tay. Thêm một bí mật nữa của Koro đầu chọc được tiết lộ, đó là có khả năng hủy diệt trái đất, di chuyển với tốc độ thân sâu. Nhưng bị cái là cha nội này không biết bơi, bị hỏi tới thì chỉ biết đánh chống lảng đi chỗ khác. Coi cái mặt nói dối của chả kìa. Hey. Ryoma, học sinh duy nhất ở lớp E, bất mãn với Koro cho tới hiện tại. Cậu ta cho rằng ông ấy đã mê hoặc hết tất cả mọi người ở lớp học này. Cậu ta chỉ muốn cái lớp E như lúc trước khi mà Koro tới, cậu có thể thoải mái bắt nạt những kẻ yếu hơn cậu. Vì vậy, cậu ta đã làm tay trong cho tên nhẫn giả Shiro mưu đồ hãm hại Koro để nhận lấy tiền công. Ryoma trong lúc lấy cây gỗ đã làm nổ bình xịt côn trùng, nhưng đó là một phần kế hoạch của Shiro bày cho Ryoma. Trong bình xịt côn trùng đó có chứa phấn linh sam có tác dụng làm cho Koro bị mất đi khứu giác và bị chảy dịch nhờn.
Sau đó là dụ Koro đến hồ bơi nơi mà Shiro và Itona đã chuẩn bị một cái bẫy đặt sẵn. Shiro và Itona đã lừa Ryoma sử dụng cây súng để báo hiệu, nhưng mà khẩu súng đó lại là một điều khiển từ xa của một quả mìn. Ryoma nhấp vào còi súng làm nổ quả mìn. Chiếc đê chặn nước bị vỡ khiến tất cả học sinh đều rơi xuống thác nước. Trong lúc này, Itona liền liên tục tấn công Koro vì có trọng trách phải cứu tất cả học sinh nên Koro bị Itona đánh lén. Thứ phấn linh sam làm cho Koro mất đi chất nhầy khi tiếp xúc với nước làm cho xúc tu bị sưng lên, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Itona tấn công liên tục nhằm giết Koro trong lúc ông thầy bị mất lợi thế do phải bảo vệ tất cả học sinh còn lại. Ryoma hối hận vì bị hai tên đó thao túng quá dễ dàng, cậu chấp nhận cúi đầu để cho Kama thao túng mình. Kama đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho Ryoma, tuy nhiên kế hoạch này phải cần sự liều lĩnh của cậu. Ryoma chấp nhận hy sinh lãnh chiếc xúc tu của Itona để cho thầy Koro có thời gian cứu các học sinh còn lại. Nếu là một người không có thể chất thì cậu đã ngất xỉu ngay rồi. Với kế hoạch thông minh của mình, Kama và sự giúp đỡ của các học sinh nên các xúc tu của Itona cũng đã bị sưng phồng lên như là Koro. Nhận ra sự nguy hiểm nên là Shiro đành phải chịu thua trong kèo này. Tuy Ryoma là một người không có tầm nhìn, luôn bị mọi người thao túng, nhưng trên chiến trận thì Ryoma có một thể chất và sự hành động tuyệt vời. Đối với thầy Koro thì Ryoma vẫn là một sát thủ đáng mong đợi. Ryoma tuy bạo lực nhưng cuối cùng cũng đã bắt đầu hòa nhập với cả lớp. Tập 15, kỳ thi cuối kỳ sắp đến, các học sinh lớp E đang ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ cùng với sự trợ giúp của đầu chọc Koro. Lần trước Koro đã sai lầm khi quá đặt kỳ vọng vào điểm số của các học sinh, nhưng lần này thì khác, Koro ôn tập cho mỗi người qua mỗi thế mạnh của người đó. Ngoài ra, cứ mỗi người đạt điểm cao thì sẽ có cơ hội làm mất đi một xúc tu của Koro. Cứ mỗi xúc tu mất đi thì sẽ làm cho Koro bị mất đi 10% khả năng di chuyển, đồng nghĩa là họ sẽ có cơ hội ám sát để giành 10 tỷ yên. Lần này, chủ tịch Akuho sẽ không dùng cách cũ để làm khó các học sinh lớp E nữa, nhưng anh ta vẫn luôn muốn lớp E phải luôn là những kẻ thất bại nên đã dùng cách khó khác. Ở lớp A, đặc biệt tồn tại một nhóm những người gọi là ngũ anh tài. Những người này là những người có thành tích từ hạng 1 đến hạng 6 toàn trường. Trong đó, người đứng số 1 toàn trường là Asano Kakusu, con trai duy nhất của chủ tịch Gakuho, người có điểm số đứng đầu tất cả các môn học tại trường sẽ là người trực tiếp đưa ra chiến lược mới. Cậu ta tổ chức một cuộc họp của toàn khối A. Kế hoạch của họ là sẽ không để cho các học sinh lớp E được vị trí cao, nên họ sẽ giành tất cả vị trí đó. Tất cả học sinh cơ sở chính được gọi là ngũ anh tài này hỗ trợ trực tiếp trong việc ôn tập. Asano Kakusu cũng giống như bố của mình, tuy chỉ mới là một học sinh cấp 2, nhưng tham vọng đã lấp đầy con người của cậu. Cậu không ngừng đe dọa bố của mình muốn kiểm soát và đeo vòng cổ cho bố mình như một con thú. Khi đọc sách tại thư viện của trường, lớp E đã chạm mặt với nhóm ngũ anh tài, một đám người kiêu ngạo tại đây. Họ khinh thường lớp E như cặn bã rác rưởi phun đầy những câu miệt thị và phân biệt. Một tên trong đó đã vạ miệng mà không biết nguy hiểm đang rình rập mình. Ngũ anh tài muốn đặt cược mạng sống vào cuộc thi sắp tới, người thắng sẽ là người có quyền được sai bảo. Hasano khi biết tin, trong vài phút ngắn ngủi đã lập ra một bản hợp đồng với 50 điều khoản. Với sự hiểu biết về luật dân sự, cậu ta không ngần ngại hủy hoại lớp E. Sát khí cậu ta tạo ra giống như một con quỷ đội lốt người. Gakuho vì muốn làm khó lớp E nên đã sử dụng quyền hạn chủ tịch của mình để sửa đổi đề thi khiến cho nó trở nên hóc búa cho lớp E. Gakuho không biết rằng trong 50 điều khoản cá cược với lớp E mà có anh đặt ra có một điều khoản dùng để chống lại anh ta, tạo ra cơ hội cho con trai Asano kiểm soát anh ta. Kỳ thi cuối kỳ đã bắt đầu. Các học sinh lớp E không chỉ là một sát thủ mà còn là một đấu sĩ. Trống trận đã vang lên. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Tập 16. Trận chiến bắt đầu. Những con quái vật dưới dạng những câu hỏi hóc búa do nhà trường đề ra đều làm khó những học sinh, ngay cả những học sinh đứng đầu các môn lớp A đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên, các học sinh lớp E dưới sự huấn luyện của món Takoyaki nào đó thì đề thi này như chúng tủ với các học sinh vậy. Họ lần lượt đánh bại các con quái vật hóc búa này. Con quái vật mang hình hài của một con linh dương đầu bò với những câu từ tiếng Anh xung quanh trông rất đáng sợ. Một thành viên trong nhóm ngũ anh tài đã tấn công một phát búa vào bụng con quái vật. Nhưng kết quả của hắn ta đã sai nên là không khiến cho con quái vật bị thương. Ngược lại, Nakamura Ryo thì khác, cô chỉ cần cho con linh dương một chỉ ngay đầu, đáp án đã hiện ra, điểm tuyệt đối dành cho Ryo. Nagisa tuy vất vả nhưng mà cũng hạ được con quái vật cho riêng mình. Tên ngũ anh tài thứ hai là một tên đáng ghét, hắn ta rất phụ thuộc vào khả năng học thuộc lòng của mình. Lần này con quái vật mà hắn đụng phải là một con quái vật trang bị giáp sắt, kỹ năng học thuộc lòng của tên này chẳng thấm thía vào đâu với con quái vật mặc giáp kia. Cô bé thuốc độc là người solo với hắn trong cuộc thi hóa học này, cô không học thuộc lòng mà là dùng thái độ với bài học. Cô liền biến một con quái vật mặc giáp đáng sợ thành một sinh vật dễ thương, thậm chí là còn bắt nó phải cởi chuồng nhảy chân sáo nữa cơ. Ở môn xã hội, con quái vật mang hình hài dáng một chiếc xe tăng đã đánh bại tên ngũ anh tài. Tuy nhiên với Zuma thì khác, vì nhà cậu nghèo nên cậu rất đồng cảm với những người ở châu Phi, thậm chí là còn được Koro cho đi tham quan thực địa. Nên là câu hỏi này cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Yukiko xinh đẹp có một trận đấu đối kháng môn văn học. Ai là người hạ con quái vật samurai trước sẽ giành chiến thắng. Người đẹp mà lời cũng hay, ý cũng đẹp, một nét bút nhẹ nhàng,
Yukiko đã đánh bại được con quái vật Samurai. Yukiko giành chiến thắng trong bộ môn buồn ngủ nhất với đề bài Kiều ở lầu ngân bích của Nguyễn Du. Ây da, sợ quá, sợ quá. Môn toán là cuộc đối đầu giữa hai người kiêu ngạo và là bố láo nhất Kama và Asano. Trong kỳ thi giữa kỳ, Asano là người xếp thứ nhất còn Kama là người xếp thứ hai. Tuy nhiên lần này, người mà Kama phải đối đầu là một người giỏi toàn bộ chứ không riêng gì môn toán học. Cả hai tiến vào đấu trường với khẩu hoa cải bẻ nòng sẵn sàng thanh toán lẫn nhau. Kỳ thi kết thúc, Nakamura Ryo đã giành điểm tuyệt đối và là người đứng nhất lớp E và cả khối môn tiếng Anh, tương đương là được quyền lấy một xúc tua của thầy Koro và 1-0 cho lớp E. Nagisa tuy rất nỗ lực nhưng quá xui xẻo, bài làm thì tốt đó, mỗi tội bị cảnh sát chính tả bắt nên là chỉ đứng hạng 6 mà thôi. Yukiko, hoa khôi của lớp, đã chiến thắng tên bờm ngựa nhóm ngũ anh tài ở môn văn nhưng chỉ xếp thứ hai của khối đứng sau Asano học sinh nhất trường, 1-0 cho lớp A. Juma cũng đã vượt qua Asano để giành vị trí hạng 1 môn xã hội toàn khối, tỷ số là 2-1 cho lớp E, đồng thời Koro mất thêm một xúc tù. Cô gái thuốc độc Manami cũng đã giành hạng nhất môn khoa học cả khối, 3-1 cho lớp E, Koro đầu chọc mất 3 xúc tù. Vì chủ quan nên Kama đã thua Asano ở môn toán, do cậu đã quá khinh suất việc học, Kama nghĩ rằng cậu có thể chiến thắng mà không cần nỗ lực. Người đứng đầu môn toán là Asano, còn Kama thì tụt hạng khá xa. Đây có lẽ là một bài học đắt giá cho Kama. Chung cuộc thì lớp E đã thắng lớp A 3/2 môn học, đồng nghĩa là họ phải chấp nhận yêu cầu của lớp E. Asano vẫn được giữ vị trí hạng nhất nhưng cậu đã thua cuộc với lớp E, điều này khiến bố cậu thất vọng. Suy cho cùng, cậu ta cũng chỉ là một con ếch chưa ra khỏi cái giếng mà thôi. Ba học sinh đạn hạng nhất ba môn có cơ hội làm mất ba xúc tu của Koro, nhưng kết quả ngoài dự đoán, còn bốn học sinh đứng hạng một môn kinh tế gia đình đó là nhóm của Ryoma. Koro không hề biết rằng kinh tế gia đình cũng là một môn học quan trọng. Tổng cộng Koro mất 7 xúc tu. Vậy là Koro đầu chọc chuẩn bị thành Takoyaki thiệt rồi. Sau kỳ thi là buổi bế giảng ở trường. Lớp E lần này đến cơ sở chính không cần phải cúi đầu nữa, từ giờ họ có thể ngẩng cao đầu. Dù tên thầy giáo vẫn chông chọc lớp E như thường lệ, nhưng lần này chẳng ai hùa theo cả vì họ biết họ đã thua cuộc. Sau khi thua cuộc, họ sẽ càng cố gắng hơn để đánh bại lớp E. Điều này chứng minh cho phương pháp của chủ tịch Akuho là đúng. Nhưng ông ta luôn muốn dìm lớp E xuống cái hố của thất bại mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được, nên ông ta đã lên kế hoạch cho mùa hè. Lớp E đã thắng vụ các cược với lớp A nên họ đã chọn khóa tập huấn của lớp A tại resort ở Okinawa. Cả lớp cũng chọn nơi đây là nơi lấy 7 xúc tu và ám sát Koro đầu chọc. Vừa mất xúc tu, tử bề là biển, không hề có lối thoát. Koro cho thấy các học sinh đã nâng cao trình độ ám sát của mình hơn khi biết tận dụng triệt để điểm yếu của thầy Koro. Tập 17. Mùa hè đã bắt đầu, các học sinh lớp E không còn phải đến lớp nữa. Tuy vậy, các học sinh lớp E phải quay lại trường nhằm tìm hiểu điểm yếu của thầy Koro cho đến khi cuộc ám sát diễn ra ở trên đảo nghỉ dưỡng. Nagisa và những học sinh trong lớp thích thú với việc săn bắt những con côn trùng trong mùa hè. Tuy nhiên, Hiroto thì muốn săn côn trùng để bán lấy tiền thuê một em gái chân dài trong kỳ nghỉ. Hinano thì xuất hiện trong bộ đồ duyên dáng dễ thương mặc dù không ai hẹn nhau trước. Riêng thằng chọc Sở Khanh Taiga thì đi thu thập tạp chí 18 cộng nhằm dụ ông thầy của nó vào bẫy. Ước mơ của thằng này chỉ là ước mơ biến thái với cái đống sách 18 cộng mà thôi. Tuy đầu óc đen tối nhưng Taiga khá nghiêm túc trong việc bẫy ông thầy Koro. Quả nhiên thầy nào trò nấy. Cái lớp này toàn mấy thằng dê sòm và biến thái mà thôi. Ông thầy Koro bị đóng sách 18 cộng làm cho hoa cả mắt mặc dù biết bên dưới đó là bẫy. Đó đó, coi cái mặt của khứa này là biết liền à. Tuy lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng cuộc ám sát của Taiga Sở Khanh thất bại do Hinano và một con bọ cánh cứng đã phá đám. Taiga Sở Khanh đành phải gác lại việc ám sát chờ đến kỳ nghỉ trên đảo Okinawa. Dù được nghỉ hè nhưng các học sinh vẫn tích cực luyện tập các kỹ năng ám sát của mình. Kỹ năng của tất cả học sinh đã được nâng cao đáng kể. Lovo, thầy của cô Pichit đã xuất hiện. Nhưng lần này không xuất hiện với tư cách là một sát thủ nữa mà là với vai trò người huấn luyện cho các học sinh cho cuộc ám sát sắp tới. Trong lúc các học sinh huấn luyện khắc khổ thì cha già kia đi leo núi ở Everest. Kế hoạch ám sát là lấy 7 xúc tu của Koro, tuy nhiên để Koro phải bất động là một vấn đề nan giải. Các học sinh đã biết việc Koro đọc sách đen, có bạch tuộc đen tối này còn dùng kem để mua chuộc các học sinh giữ bí mật. Thời buổi này còn dùng kem hối lộ thì thất bại rồi. Các học sinh sẽ dùng điều này để đe dọa Koro. Nhưng mà Lovo cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là đòn chí mạng. Việc này phải nhờ vào kỹ năng bắn súng của các học sinh. Khả năng xạ thủ của hai học sinh ít nói là Chiba và Hajami được Lovo cho là xuất sắc, thậm chí còn muốn nhận cả hai làm đệ tử. Lúc này Nagisa muốn hỏi Lovo về sát thủ hàng đầu vừa gặp. Nagisa khiến ông có vẻ rất bất ngờ. Lovo cho rằng Nagisa là một người tiềm năng để trở thành sát thủ. Ông tiết lộ sát thủ hàng đầu chỉ có một người trong giới được gọi là như vậy. Anh ta không bao giờ dùng tên thật mà chỉ được gọi là tử thần. Có thể khi các học sinh thất bại, có khả năng anh ta sẽ xuất hiện để tiêu diệt Koro. Lovo đề nghị sẽ dạy cho Nagisa một tuyệt chiêu ám sát và người huấn luyện đặc biệt sẽ là ông, một người chuyên đào tạo những sát thủ chuyên nghiệp. Chuyến đi cuối cùng cũng đã đến. Các học sinh được nghỉ dưỡng tại một khách sạn sang trọng hoàn toàn miễn phí. Các học sinh lên kế hoạch sẽ giết Koro vào buổi tối. Trước đó thì tất cả mọi người vui chơi tại hòn đảo này.
Một người ham vui như ông thầy Koro sao có thể vắng mặt được. Ổng chơi tới nỗi mà rám nắng đen phải ngang ngửa than ở Quảng Ninh á. Các học sinh lợi dụng lúc ông thầy đang vui hoa bắt bướm thì lên kế hoạch ám sát tỉ mỉ. Một cuộc ám sát có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ. Ngay cả cô Big Chick cũng có kế hoạch ám sát dự phòng khi các học sinh của mình thất bại. Sự nghiêm túc của mọi người nâng lên một tầm cao mới. Sau buổi ăn tối, kế hoạch của các học sinh bắt đầu. Họ đưa Koro đầu chọc đến một nhà nguyện không có lối thoát. Xung quanh chỉ toàn là biển. Đây sẽ là nơi mà các học sinh chơi trọt gần bằng với ông thầy yêu quý của mình. Tập 18. Cuộc ám sát bắt đầu. Các học sinh cho Koro xem một đoạn băng ghi hình đã chuẩn bị từ trước. Đoạn băng nói về người thầy chủ nhiệm của lớp 3E cũng là mục tiêu ám sát của lớp này. Trong lúc xem đoạn phim thì Koro đã biết được có hai xạ thủ từ xa chực chờ để bắn ông. Vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vì có thể kiểm soát được mọi chuyện cho đến khi đoạn phim về Koro biến thái bắt đầu. Hối lộ học sinh hả mày? Chưa nha. Ông ta chuyên gia giả gái để trà trộn vào hàng ngũ phụ nữ, thích ngực bự, ngoài ra còn đánh rớt hết liêm sĩ khi dùng cả trăm phần thân để lấy khăn giấy miễn phí ở một cửa hàng tiện lợi. Lấy khăn giấy làm gì thì cũng biết rồi đó. Cha già hentai thiệt. Coi xong đoạn băng thì đầu chọc Koro sốc và xô bột mép, chưa cần tới ám sát luôn. Lúc này các học sinh bắt đầu kế hoạch quy mô của mình. Trong lúc xem, Koro đã không để ý thủy triều đã dâng cao vào nhà nguyện lúc nào không hay. Điều này làm giảm khả năng di chuyển của Koro. Theo thỏa thuận, các học sinh bắt đầu lấy 7 xúc tu của Koro. Cùng lúc đó, các học sinh đã kéo tung nóc của nhà nguyện ra, tạo thành một bức tường nước. Sự thay đổi môi trường đột ngột đã dồn Koro vào góc tường. Các học sinh bắt đầu nhả đạn loạn xạ nhưng mà cố tình không nhắm trúng ông thầy của mình nhằm không cho Koro có thể di chuyển. Họ đã bố trí sẵn từ trước những đòn chí mạng. Hai xạ thủ từ trên đầu chỉ là những hình nhân được đặt ở đó để đánh lừa thính giác của Koro. Hai xạ thủ của lớp Chiba và Hayami đã lặn ở dưới nước biển từ trước và ra đòn chí mạng. Tưởng như Koro đã sắp tiêu đời thì một vụ nổ lớn xảy ra. Koro biến thành một quả bóng nhỏ xíu. Ông đã dùng một tuyệt kỹ bí mật của mình, đó là khả năng phòng thủ cao cấp. Đào thường bất nhập biến ông chọc thành một quả cầu bất khả xâm phạm. Bù lại thì ông sẽ phải ở dạng đó trong vòng một ngày, không thể di chuyển cho đến khi trở lại hình dạng cũ. Cuộc ám sát quy mô của các học sinh thất bại. Cuộc ám sát thất bại làm cho các học sinh buồn bã và thất vọng. Một số đông học sinh còn tỏ ra mệt mỏi. Có điều gì bất thường ở các học sinh? Bỗng dưng phân nửa học sinh của lớp E đã bị ngã gục và lên cơn sốt rất cao. Một số điện thoại nặc danh đã gọi đến cho Karasuma cho biết rằng tất cả học sinh đã bị nhiễm một loại virus do hắn chuẩn bị trước mà chỉ có hắn mới có thuốc giải. Điều kiện để trao đổi thuốc giải là giao nộp Koro trong dạng không thể di chuyển đó cho hắn ta trong vòng 1 giờ, nếu không thì các học sinh đều phải chết. Koro đã lập ra một kế hoạch tác chiến dành cho những em học sinh còn khỏe của mình. Họ sẽ không vào từ cổng trước như thỏa thuận mà sẽ đột kích ở phía sau tòa nhà. Ritsu, một học sinh công nghệ đã thâm nhập và lấy dữ liệu lối đi và nhân lực của tòa nhà. Vì bây giờ các học sinh còn lại phải làm là leo lên vách núi và đánh úp từ đằng sau nhằm đoạt lấy thuốc giải của tên chủ mưu. Tập 19. Thầy Karasuma trở thành chỉ huy một lực lượng 15 chiến binh tinh nhuệ đột kích vào tòa nhà. Mọi người đã được đào tạo bài bản trong lớp học thể dục của thầy Karasuma nên kỹ năng leo núi ai cũng như nhện. Nhưng mà trừ cái bà cô Big Chick ra nha. Cả nhóm đột kích tòa nhà bằng thang bộ nhưng bị cản trở bởi bảo vệ ở tầng trệt. Số lượng bảo vệ của tòa nhà này quá đông nên cô Bichit đã phải dùng hai trái núi của mình để đánh lạc hướng cho các học sinh tiếp tục di chuyển lên tầng trên. Vẻ đẹp của cô Irena không chỉ hớp hồn những tên bảo vệ mà còn mê hoặc được cả những học sinh của mình. Cùng với tài năng diễn xuất cùng piano, cô đã nhanh chóng thu hút được tất cả bảo vệ của tầng dưới. Tòa nhà này là một nơi vui chơi không chỉ cho những người lớn mà thậm chí còn dành cho các công tử, tiểu thư của các con nhà tài phiệt đến ăn chơi ba sàn, kẻ lai đủ kiểu. Nhờ vậy mà các học sinh trà trộn vào đây không bị để ý. Trên đường đi, Suzuki phát hiện ra tên bầu bạn đã đưa nước uống cho các học sinh khi lên đảo. Tài phán đoán của Suzuki học được qua sách báo, truyện tranh và các bộ phim 98 truyền hình khiến cô này nhanh chóng nhận ra kẻ đầu độc các học sinh là ai. Ryuma cùng bạn của mình đã mất cảnh giác lao về phía trước và bị hắn dùng một loại thuốc độc gây tê liệt. Do cứu hai học sinh nên là Karasuma đã phải dính chất độc này. Tên sát thủ này tưởng rằng có thể hạ gục được anh, nhưng lúc này thầy Karasuma ra cú đá còn khỏe hơn thuốc gây tê nữa cho hắn ta nhanh chóng phải đo sàng. Các học sinh tiếp tục lên tầng trên để tìm ra tên giữ thuốc giải. Có một tên sát thủ với sở thích kỳ lạ là dùng súng đả lên đạn để tận hưởng hương vị mì ramen. Hắn chính là bảo vệ của tên trùm. Thoạt nhìn trông nguy hiểm nhưng mà những thằng như vậy thường hay chết sớm lắm. Lên đến tầng khác, tại đây nhóm của họ đã chạm mặt một tên sát thủ tóc vàng. Sức mạnh từ tay không của hắn là một vũ khí lợi hại, có thể bẻ cổ và bóp nát hộp sọ con người trong một nốt nhạc. Tỏ vẻ tại đây ngầu lầu nhưng cuối cùng định móc phone ra để gọi cho đồng bọn thì bị Kama chặn lại. Cậu nhóc này sau khi thất bại ở kỳ thi cuối kỳ không còn vênh váo như trước nữa, cậu đã quyết tâm đối mặt với vấn đề của mình. Vấn đề lần này của cậu là một tên sát thủ tóc vàng nhiều chuyện. Kama coi đây là một bức tường trước mặt mà cậu phải vượt qua. Tập 20. Kama bắt đầu giao chiến với tên sát thủ tóc vàng. Cơ tay hắn đủ khỏe để bóp nát sọ người, hắn tấn công liên tục với Kama. Tuy chỉ phòng thủ trước những đòn tấn công của hắn nhưng mà kỹ năng phòng thủ của Kama có được coi là xuất sắc nhất trong lớp. Dù là một tên kiêu ngạo nhưng mà cậu vẫn luôn quan sát mọi thứ dù cho bất kỳ ở đâu.
Kỹ năng phòng thủ mà Kama sử dụng chính là kỹ năng của thầy Karasuma. Cầu đổi sang thế tấn công, đấm liên tục kết thúc bằng cú lên gối khiến cho hắn bị đau. Cuộc chiến này Kama hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, đối với sát thủ thì làm gì có công bằng, tay không với tay không. Hắn ta đã lợi dụng Kama không phòng thủ dùng loại chất độc của tên sát thủ lúc trước khiến Kama ngã gục xuống. Nhưng Kama cũng là một học sinh có độ tinh ranh nhất lớp. Cậu đã đoán trước được cả tình huống này nên chỉ giả vờ ngất đi. Khi tên sát thủ này không để ý, cậu đã phản đòn bằng thứ thuốc độc của tên sát thủ đó. Không ngờ rằng Kama đã tính đến nước đi này, hắn cuối cùng cũng đã chịu thua Kama. Với tính cách của cậu thì làm gì có chuyện bại trận là xong. Cậu nhờ mọi người giúp sức chói tên sát thủ lại. Kama dùng mồ tạt đổ vào lỗ mũi, lấy ớt cay nhất của Ấn Độ bỏ vào miệng của hắn rồi bịt miệng lại. Thắng người ta mà còn tra tấn như vậy khác gì là một con quỷ đội lớp học sinh đâu trời, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Muốn qua tầng 6, họ phải đi qua một quán bar để mở cửa phụ. Tuy nhiên con trai đi qua quán bar thì sẽ gây sự chú ý, nên lúc này nhóm học sinh nữ đã xung phong đi vào quán bar để mở đường cho mọi người. Nhưng chỉ có nữ đi qua thì quá nguy hiểm nên họ cử theo Nagisa giả gái để đi theo. Đó, vừa lòng các bạn chưa? Tranh thủ đi các bạn. Vào quán bar, Nagisa đã lọt vào mắt xanh của một công tử Bạc Liêu, con nhà mặt phố bố làm to. Nagisa phải phụ trách việc ngồi tán dóc với cái tên công tử này trong khi các học sinh nữ đến cửa phụ để mở cửa. Là một người con gái có một cây ba chắc trong người như Nagisa, nhưng cái vẻ đẹp phi giới tính này đã hấp hồn được tên công tử Bạc Liêu kia. Khi đến cửa thì gặp một tên bảo vệ của quán bar chặn nên là mọi người không thể đi qua được. Lúc này anh bạn trai mới quen của Nagisa nhảy một điều nhảy lấy le với các cô em gái, vô tình làm đổ nước vào áo của một thằng ớt ơ nào đó. Hinata phải dùng khả năng dẻo dai của mình để xử ắt thằng ớt ơ đó. Nhờ vậy mà tên bảo vệ cũng đã tránh ra khỏi cửa phụ. Nhiệm vụ hoàn thành, công lớn nhất chắc cũng phải kể đến là Nagisa. Nhờ Nagisa mà công tử Bạc Liêu cũng đã quyết tâm trở thành người không lấy tiền đi nấu trứng nữa. Tiến lên tầng VIP, họ phải dụ hai tên bảo vệ gác cửa ra ngoài. Thầy Koro đã chỉ đạo cho Ryoma dùng vũ khí của cậu để ra tay, kèm theo lời khiêu khích Kama đã chỉ cho. Họ thành công chọc tức điên hai tên bảo vệ ở đó. Ở đâu ra thằng nhóc tới kêu mình là thằng não xịt thì nó không cho ăn kẹo đồng là may lắm rồi đó. Ryoma lúc này đã dùng gậy bắt chó của mình để đánh chặn khiến hai tên đó lăn ra rồi sùi bọt mép luôn. Đồng thời thu được hai cây súng có đạn thật. Thầy Koro tin tưởng giao lại hai khẩu súng này cho hai học sinh ưu tú môn xạ thủ nhất là Chiba và Hayami, với điều kiện không được giết người nhưng vẫn có thể làm bị thương đối thủ. Tên sát thủ cuối cùng xuất hiện ở sân khấu, một tên cuồng thổi nòng súng. Nhìn sơ qua đã đủ biết tên này khá nguy hiểm. Hắn dường như đã nhận ra có sự xuất hiện của các học sinh đã mai phục ở trước đó sẵn. Tập 21. Tên sát thủ này là một tên sát thủ đáng gờm. Hắn có thể ngửi thấy mùi súng, nghe được hơi thở mà đã đoán được có bao nhiêu người đang trốn sau những hàng ghế, thậm chí còn biết được họ ở độ tuổi nào. Hajime đã bắn phát súng đầu tiên nhằm nhắm vào cây súng hắn đang cầm trên tay nhưng đã bắn hụt. Lần này hắn nhận ra sự nguy hiểm khi đang đối mặt với những học sinh được đào tạo như sát thủ. Hắn bật đèn sân khấu nhằm giảm tầm nhìn của hai sát thủ. Nhưng nhờ thầy Koro ở dạng bất khả chiến bại ngồi ở hàng ghế đầu tham mưu cho các học sinh của mình nên là các học sinh đã biết được hắn ở đâu mà không cần phải nhìn. Dưới sự chỉ dẫn của Koro đầu chọc, các học sinh đã cháo vị trí với nhau liên tục. Một sát thủ có thể cảm nhận được vị trí chính xác của hắn bắt đầu bị rối loạn. Hắn bắt đầu mất bình tĩnh, chỉ ra được một đòn bắn duy nhất nhưng mà tiếc thay hắn đã bắn vào một hình nhân mà các học sinh đã chuẩn bị trước đó. Chiba xuất hiện và bắn. Cú bắn không trúng hắn làm hắn tự mãn. Tuy nhiên, Chiba không nhắm vào hắn mà nhắm vào đèn treo ở sân khấu khiến đèn treo đập vào người tên sát thủ này. Hajime xuất hiện lần này thì cô bé đã chính xác nhắm vào cây súng của hắn. Thổi nòng súng hả mày? Chưa nhắm mày. Nhóm đột kích thành công bắt được tên sát thủ cuối cùng và trói hắn lại. Lúc này bọn họ tiến vào hang ổ nơi tên trùm đang có mặt ở đó. Nagisa phát hiện Ryoma đã bị nhiễm chất độc như những học sinh ở nhà nhưng vì thúc giải cho bạn bè, cậu Ryoma đã mặc kệ sức khỏe của mình. Vì không muốn làm vướng chân mọi người nên đã bảo Nagisa giữ bí mật. Vào trong phòng, họ đã phát hiện được chiếc vali đang giữ thuốc giải đang được cột kèm với quả bom. Thầy Karasuma cũng đã tính toán được trường hợp này để trấn áp hắn, nhưng bất ngờ thay là tên trùm giấu mặt chính là tên thầy giáo biến chất Takaoka Akira. Hắn cây cú thư vụ bị Nagisa làm bẻ mặt nên giờ đã điên loạn. Hắn đã tự tay mình cào nát khuôn mặt và để trả thù, hắn đã yêu cầu tất cả lên tưởng tượng để hắn và Nagisa tái đấu nhằm phục thù. Tên ác quỷ cuồng loạn đã đề nghị Nagisa lên khu đổ trực thăng chiến đấu với hắn một trận, nếu ai can thiệp thì sẽ cho nổ vali thuốc giải ngay. Tại đây, hắn đã bố trí sẵn một con dao thật dưới đất, cũng như trận đấu đầu tiên để khiêu khích Nagisa. Akira dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn để bắt Nagisa cầu xin hắn cho hắn thỏa cơn nhục nhã lần trước. Tuy nhiên, với cơn điên cuồng và ác độc, hắn đã cho nổ vali thuốc giải độc. Akira không biết rằng hắn vô tình đánh tất một tên sát thủ đầy tiềm năng, trong mắt Nagisa lúc này chỉ muốn giết chết hắn ngay tại đây. Tập 22. Nagisa sau vụ nổ vali thuốc giải dường như đã mất kiểm soát, ánh mắt của cậu như muốn sời tái tên Akira đến nơi. Ryoma quăng cây chích điện về phía Nagisa nhằm chấn tĩnh cậu. Akira muốn một trận huyết chiến, bất cứ ai can thiệp hắn sẽ cho hủy số thuốc giải còn lại. Quả nhiên tên cuồng sáng này đã nghiêm túc như một người lính.
kỹ năng của hắn vượt trên cả Nagisa yếu ớt, cậu không hề có cửa thắng trước hắn ta. Hắn ta ra những đòn tấn công ác liệt tới tấp kèm theo những lời khiêu khích man dại. Mọi người đứng ngoài chỉ có thể nhìn mà không làm được gì. Kama dự định sẽ vào giúp Nagisa một tay nhưng mà Ryoma đã cản Kama lại. Vì Ryoma tin rằng Nagisa sẽ chiến thắng tên Akira đó. Cậu tiết lộ về con bài tẩy của Nagisa, đó là kỹ năng ám sát mà Lovo đã dạy cho Nagisa. Và cậu ấy chắc chắn sẽ dùng kỹ năng đó. Để thi triển kỹ năng cần phải có 3 điều kiện. Nagisa đã nhẫn nhịn cho đến lúc cả 3 điều kiện được thỏa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nagisa nở nụ cười đắc chí trên môi khiến cho Akira hoảng sợ. Cậu thả con dao xuống trong phút chốc làm cho Akira tập trung vào con dao. Trong hoảng hốt, tột độ của con thú bị dồn vào chân tường với một tiếng động như tiếng vỗ tay. Nagisa làm cho tinh thần hắn đổ vỡ và mất thăng bằng. Cuối cùng với vũ khí thứ hai là chiếc dùi cui thịt, dùi cui điện, Nagisa khiến cho tên Akira phải ngã gục. Sau đó còn thân tặng hắn một nụ cười khiến hắn ám ảnh suốt cả đời, sùi bọt mép bất tỉnh. Tuy những lọ thuốc giải đã bị vỡ nhưng mà những học sinh của lớp E không sao. Các sát thủ mà Akira thuê đã phản lại hợp đồng của hắn ta vì chẳng việc gì phải giết một đám học sinh cấp 2 để mất danh tiếng cả. Thứ thuốc mà các học sinh uống được tên sát thủ tiết lộ chỉ là thứ thuốc làm ngộ độc thực phẩm trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Các sát thủ mà các học sinh đã đánh bại thật ra cũng chẳng phải là loại người như Akira. Họ là những sát thủ chuyên nghiệp. Trước khi rời đi, họ để lại cho lớp em một lời cảnh cáo và một lời khích lệ. Cô Bichi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cuộc đột kích diễn ra thành công. Các học sinh cũng đã khỏe lại nhờ lọ vitamin của tay sát thủ làm độc. Sáng hôm sau cũng là lúc mà Koro chuẩn bị trở lại hình dạng cũ. Thầy Karasuma đã lên kế hoạch giết Koro trước khi đầu chọc trở lại hình dạng cũ, nhưng kết quả thì cũng như mọi khi, cha nội biến thái vẫn nhẫn nhơ làm thầy của đám học sinh cấp 2 mà thôi. Thời gian còn lại ở hòn đảo của các nữ sinh đã khuây khỏa tắm biển với những bộ đồ tắm sexy, cơ hội tốt cho hai tên đầu chọc biến thái trong lớp chụp lợi. Tăng chọc Taiga còn tắm tiên nữa cơ, hết thuốc chữa. Còn cô Bichik với mọi nỗ lực gạ gẫm thầy Karasuma ABCXYZ vẫn bị ăn bơ như thường lệ. Kỳ nghỉ hè kết thúc, lớp học quay trở về với học kỳ 2, lớp học 3E, lớp học ám sát với mục tiêu ám sát thầy giáo của mình. Tiếng chuông trường lại vang lên. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong. Vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.